sỏi, đất, vô, voi, bạc màu. Dạ, Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Thanh Bình của tỉnh Đồng Tháp. Và ngày hôm nay thì Bùi Hồ tiếp tục quay lại hoàn cảnh của cậu bé chân dịch, đó là bé Bin, 13 tuổi. Mấy ngày qua thì Bin sống ở trong cái gọ này, trong một cái mái chòi để mà giữ mấy con dịch lùa vào gọ sau khi lúa xả lại, cô bác quý anh chị. Cuộc sống mấy ngày qua thì Bin rất là ổn định nè. Ở trong đây có mái che, không sợ trời mưa, trời nắng nữa. Và cũng như là Bin không có còn lội đồng giống như những ngày hôm trước nữa. Và ngày hôm nay thì Bùi Hồ đem một cái món quà đến tặng cho Bin và muốn đổi với trứng vịt. Thì bây giờ hai chú cháu mình sẽ đi lượm trứng vịt đổi quà của chú ha. Dạ. Chịu không? Dạ. Rồi bây giờ hai chú cháu mình đi ha. Dạ. Sáng giờ vịt để gớt được mấy trứng Bin? Dạ con không có liếm. Những cái con vịt mà nó đẻ muộn á thì Bin cũng sẽ lượm lại và sẽ đưa cho chủ. Đây. Mấy ngày trước thì mẹ Bin cũng đến thăm Bin nữa. Cô bác anh chị biết không, cái mùi phân dịch đó với lại cái mùi lông á nặng mùi lắm, nên là nữ là không quen thì cũng rất là khó chịu. Và sống với cái cảnh này quen này nên Bin cũng không có nghe mùi hôi nhiều hả Bin? Có cái trứng đâu, lượm đi một trứng. Trứng này dài không? Dạ. Ồ được rồi, được một trứng vịt, lấy trứng vịt đổi quà hay Bin? Dạ. Rồi mai mốt chủ đuổi luôn. Hả? Dạ. Mai mốt chủ đuổi luôn. Dạ. Nãy có cây dừa nó gãy. Sau khi mà dịch dài gọ thì Bin cũng không có còn lụm trứng mà chủ sẽ lụm hay Bin? Dạ. Có nghĩa là Bin sẽ được ngủ đến sáng đúng không Bin? Dạ. Đúng không Bin? Dạ. Ai Bin, lỡ mấy con dịch nó đẻ dưới nước rồi sao? Có đẻ nhiều. Hả? Có đẻ dưới nước nhiều. Đẻ nhiều không? Nhiều mà không lấy được. Con có mò không? Không. Hả? Có vịt ở ngoài. Thôi đi vô. Con trứng à? Con trứng à? Rồi, vậy là sáng giờ Bin lượm được bao nhiêu trứng rồi? Mười mấy trứng. Mười mấy trứng rồi hả? Dạ. Bây giờ lượm thêm trứng nữa cũng được rồi. Bin có điện thoại thì vui lắm. Cô Phấn ở Úc nói là muốn kết bạn với Bin. Bin chịu không? Bin. Hả? Dạ. Bin chịu không? Chắc được. Như vậy là được ở đây một trứng vịt nữa là được hai trứng. Rồi đi vô trong. Được hai trứng vịt rồi. Bin ơi, ở trong đó trứng vịt nhóc trên kìa. Cái đó của chủ á. Lấy nhiêu đó đổi quà đi. Thôi. Sao vậy? Sao vậy? Lấy đó xong là nghỉ làm. Sao nghỉ làm? Lấy cái đó xong là mất hết mấy triệu rồi. Mất hết mấy triệu hả? Dạ. Đây, đi lại đằng kia đi. Mà con cũng không có dám lấy đúng không? Dạ. Mình làm cho người ta thì mình luyện một cái, tập một cái tính đó là không có tham lam nè ha. Dạ. Người ta sẽ thương mình ha Bin ha. Dạ. Mình tham lam thì chủ sẽ không thương mình nữa và chủ sẽ không nhận mình chân dịch, nên thành nữ là mình sẽ mất việc luôn. Xích lên đi Bin, xích lên nữa, sâu vô mà cầm lại hai trứng dịch lại. Đây, cái điện thoại của Bin nằm ở đó kìa. Có điện thoại thì cũng đã buồn hay Bin ha. Con qua đây nè Bin, con qua đây nè. Bữa nay con ngủ kỹ hơn, mập hơn tí đúng không? Dạ. Còn lượm trứng vịt đổi bánh cam không? Có đổi đâu. Có đổi đâu. Gặp chú vui không Bin? Không vui hả? Không. Vui hay không sao không biết? Có hả? Dạ. À, thông tin với cô bác quý anh chị á, sau khi cô Phấn ở Úc hỗ trợ cái phần điện thoại á thì cô Phấn nó muốn kết bạn với Bin để nói chuyện với Bin. Thì tí xíu nữa chú Hồ sẽ kết bạn với con với lại bà Phấn ha. Dạ. Ngày hôm nay hai trứng vịt đó đổi hai cuốn sách được không? Chắc dạ được.
Được hả? Coi coi, hôm nay thì thông tin với cô bác của anh chị á, như ở video clip trước á, thì Bùi Hồ có nói rằng á, là sẽ cho Bin đọc sách nè, để quen, tại vì khi đi chăn vịt á, thì Bin sẽ dần dần quên cái con chữ, nên là nữ là Bùi Hồ có xin được mấy cuốn sách của mấy bạn nhỏ, đó là cuốn sách tiếng Việt lớp 5, lớp 4, à, đây là cuốn lớp 4 của ba của anh chị, đây, Bin, dạ. Tặng con ba cuốn sách này nữa bỏ vô bọc, dạ. Chịu nhận không? Hả? Cảm ơn chú. Dạ. Nhận thấy vui không? Vui. Vui sao? Đâu là cuốn sách lớp 4 đọc cho chú nghe bài ơi. Chắc dạ con đọc không có nhanh. Đâu cần đọc nhanh đâu. Đây. Đây chú lật một bài ha. Đọc bài nào ngắn đi ha Bin ha. Dạ. Đọc bài này đi. Bài này. Đọc bài này nè. Cầm lên đọc. Bài đó là bài gì? Tre Việt Nam. Ồ, tre Việt Nam. Rồi đọc đi. Tre xanh. Xanh từ bao giờ? Chuyện ngày xưa đã có bờ. Tre xanh. Ừ. Gầy gốc. Gầy gột. Gầy gột lá mông manh hả? Ừ. Mà sao nên lũy nên thành tre ơi, ở đầu tre ở đâu? Ở đầu tre cũng xanh tươi, cho dù đất sỏi đất vôi bạc màu, có gì đâu, có gì đâu mở màu dồn lâu hóa nhiều, dễ xiên không ngại đất nghèo, che bao giờ ghẻ bái nhiều cần cù, vườn mình trống gió che. Đâu, vườn mình trống đâu? Vương mình. À, vương mình trống. Trong. Trong. Gió che. Đu. Cây. Khăm. Khổ. Vẫn. Hát cu. Lá cành yêu nhiều nắng nhỏ che xanh ở trời xanh, yêu nhiều nắng nhỏ trời xanh che xanh không đứng khắp khuất mình bóng găm bão bùng thân bọc lấy thân, tay ôm níu tay ôm tay níu gần nhau thêm thương nhau, che thẳng ở riêng thương nhau che chẳng ở riêng lũy thành từ đó
mà nên hơi người. Hỡi người. Hỡi người. Chẳng may thân gãy cành rơi, vẫn nguyên cái gốc. Chuyện đời chẳng màng. Truyền đời cho măng. Măng. Vẫn nguyên cái gốc, truyền đời cho măng. Chưa lên đã chọn chồng lạ thường. Lưng trần phơi nắng, phơi sương, có manh mảnh áo cọc che nhường cho con măng non là búp măng non đã màng. Rắn thắng thân tròn của tre. Đã mang dáng thẳng của tre. Ừ, thân tròn của tre. Năm qua đi, thẳng qua đi. Tháng qua đi. Tháng qua đi. Ừ. Tre già măng mọc có gì là đâu. Lạ đâu. Lạ đâu. Mai sao, mai sao, mai sao đất xanh che mát. Mãi xanh màu che xanh Nguyễn Di. Trời hay ha. Bên ngày xưa là con học đến lớp 2, con nghỉ con học hết lớp 2 không? Gần qua lớp 3. Con gần qua lớp 3. Dạ. Là có nghĩa là con thi chưa? Con thi lớp 2 chưa? Rồi. Thi rồi hả? Là tới hè là cái con nghỉ. Chưa tới hè. Chưa tới hè con nghỉ. Rồi lúc mà chưa tới hè vì sao con lại nghỉ? Không có tiền đóng. Không có tiền đóng tiền học hả? Dạ. Rồi mắc cỡ hay sao? Dạ. Mắc cỡ rồi nghỉ hay là con tự xin mẹ nghỉ? Đâu. Không có tiền đóng nữa thì nghỉ. Nghỉ ha. Dạ. Lúc mà con nghỉ thì mẹ buồn không? Dạ con nghĩ có. Có hả? Dạ. Rồi lúc đó con buồn không? Buồn. Buồn hả? Dạ. Buồn sao nói chú nghe ơi. Hả? Buồn sao nói chú nghe ơi. Bên. Dạ. Buồn sao nói chú nghe ơi. Hả? Này con lâu rồi. Lâu hả? Dạ. Bây giờ có muốn đi học lại không Bin? Ừ. Sao rồi? Chân dịch rồi. Chân dịch rồi hả? Dạ. Nó không muốn đi học lại. Chú tặng con mấy cuốn sách vậy thì con vui hay là con buồn? Vui. Vui sao? Thì có sách đọc. Có sách đọc ha. Dạ. Vậy thì mỗi một ngày chú lại cho con đọc cho chú 2 bài được không? Đọc không còn đánh dần giống như lúc nãy nữa. Con chọn bài nào con đọc thì cái con gấp cái cuốn sách này. Ví dụ con đọc bài đó con biết rồi con đọc cho nhanh lên thôi. Dạ. Chịu không? Không có đọc như con là không có đọc là tre xanh xanh tự bảo giờ, không có đọc vậy. À, ví dụ như chú đọc gì nè. Ngày xưa chú đi dạy các bạn giống như con nhé. Ngày xưa chú đi dạy học các bạn nhỏ giống như con nhé. Ừ. Đây là bài tre xanh. Đó. Thì chú đọc lại thử coi Bin thấy chú đọc bằng Bin không nha. Hả? Coi chú đọc bằng Bin không nha. Dạ. Đây là một trong những bài thơ rất là nổi tiếng của tác giả Nguyễn Duy, cô bác anh chị. Nói về cây tre, mượn hình ảnh cây tre để nói về người Việt Nam của mình. Dù sao thì cũng phải đùm bọc yêu thương nhau. Mặc dù sống trong cái vùng đất cằn cỗi nên nhưng mà vẫn giữ dáng thẳng ha,
nói về một cái những cái đức tính của người Việt Nam của mình đó. Chú đọc thử một vài câu nha Bin. Dạ. Tre Việt Nam, tre xanh xanh tự bao giờ, chuyện ngày xưa đã có bờ tre xanh, thân gầy guộc lá mong manh, mà sao nên lũy nên thành tre ơi. Ở đâu tre cũng xanh tươi, cho dù đất sỏi, đất vôi bạc màu. Có gì đâu, có gì đâu, mỡ màu ít chắc dồn lâu hóa nhiều, rễ xiên không ngại đất nghèo, tre bao nhiêu rễ bấy nhiêu cần cù. Vương mình trong gió tre đu, cây kham khổ vẫn hát gu gió cành, lá cành. Yêu nhiều nắng nỏ trời xanh, tre xanh không đứng khuất mình bóng râm, bão bùng thân bọc lấy thân, tay ôm tay níu tre gần nhau thêm. Thương nhau tre chẳng ở riêng, lễ thành từ đó mà nên hở người. Chẳng may thân gãy cành gơ, dẫn nguyên cây gốc truyền đời cho măng. Nồi tre đâu chịu mọc cong, chưa lên đã nhọn như trong lạ thường. Lưng trần phơi nắng phơi sương, có manh áo cọc, tre nhường cho con. Măng non là búp măng non, đã mang dáng thẳng thân tròn của tre. Năm qua đi, tháng qua đi, tre già măng mọc có gì lạ đâu. Mai sau, mai sau, mai sau, đất xe, đất xanh tre mãi, xanh màu tre xanh. Thông tin với cô bác, với anh chị, thấy chú đọc hay không? Hay. Hay không? Thiệt không? Thiệt. Thông tin với cô bác, với anh chị là Bùi Hồ bị cái một cái nhược điểm, đó là bị phát âm sai âm âm g á, thường là đọc là g, là nữ là do là bị ảnh hưởng của ngôn ngữ địa phương á, giống như ở một số vùng ở ngoài miền Bắc á thì sẽ đọc sai ngôn ngữ địa phương, đó là âm trờ với lại âm chờ, hoặc là âm l với lại âm n. Ví dụ đi làm thì kêu là đi làm, nó nói là một số từ ngôn ngữ địa phương. Khi mà dạy học thì phải phát âm từ từ lại, chậm lại tí xíu đó. Bây giờ thì giữ ba cuốn sách này cầm lên đi. Yeah. Rồi mỗi ngày đọc hai bài thôi. Yeah. Đọc cho quen để mai mốt, ví dụ như có lớn lên á, 18 tuổi có xe rồi mình thi bằng lái xe mình còn biết đường. Yeah. Hiểu không? Để thôi mình không có biết chữ là mình ra ngoài đường là mình thua người ta. Yeah. Người ta học ở trường, còn mình thì học ở ngay tại chuồng dịch luôn. Yeah. Kệ nó, nhưng mà học sao biết chữ là được rồi. Yeah. Hứa với chú không? Hứa là sao? Con đọc hết luôn. Con đọc hết luôn hả? Yeah. Ngoéo tay với chú một cái. Bây giờ là Bin hứa với lại chú Hồ á, với lại tất cả cô ông bà cô bác là sẽ sao? Đọc hết luôn. Sẽ đọc dành nhiều chữ đúng không? Yeah. Không được mà không được ngày nào lười nha. Yeah. Ví dụ mà nhưng mà đọc là đọc, nhưng mà phải cũng phải chăn dịch, đọc tí xíu thôi mình nghĩ mình đi chăn dịch nghe chưa? Yeah. Hứa không? Yeah. Hứa là sao? Không làm sao, không làm chú Hồ sao, không làm chú Hồ buồn, rồi không làm ai buồn nữa, mấy người có ông bà, ông bà. À bây giờ là chủ yếu là đọc chữ cho quen thôi, mai mốt chừng nữa cái mình viết chữ nữa. Bây giờ còn viết được không? Không hả? Mai mốt có cần cho chú Hồ tặng cây viết với lại cuốn vở không? Viết cũng được nhưng mà chỉ xấu. Ừ, xấu từ từ ghen lại. Mai mốt cần chú Hồ tặng cuốn vở với lại cây viết. Cần không chú Hồ mua đem lại? Dạ. À, cần đi, nói cần đi, chú Hồ mua đem lại. Dạ cần. Cần đúng không? Bin này cũng rất là ngại cô bác anh chị, cũng sợ chú Hồ tốn tiền đúng không? Dạ. Hôm nay là hai trứng vịt đổi ba cuốn sách, ai lờ? Con lờ hả? Rồi hai đứa dịch này đưa chú Hồ, lỡ mà chủ đuổi thì sao? Chắc không. Nghĩ chắc không thôi ha. Thôi bây giờ bỏ sách vô, bỏ cái cuốn sách này vô cái bọc này nè. Rồi chừng nữa cái đọc xong rồi cất. Chú Hồ không có lấy hai chứng dịch đâu, trả lại cho chủ đi ha. Yeah. Hôm nay chú muốn tặng Bin cái món quà này. Thấy Bin đọc chữ cũng chạy, chú Hồ cũng mừng. Nhớ là để cuốn sách ở ngoài để đọc nha chưa. Dạ. Rồi bây giờ thì vui không? Vui. Ngày hôm nay thì Bùi Hồ đến đây, mục đích duy nhất đó là đem cho Bin cái con chữ, để sợ Bin lâu ngày sợ quên chữ. Tại vì cái tuổi đi đến trường của Bin đó, bây giờ thì không còn, Bin phải lo cho phụ cho gia đình cũng như là cho mẹ của mình, nên không có đến trường được. Và cuộc sống của Bin bây giờ nó số phận bắt như vậy rồi. Bây giờ Bin làm sao mà cố gắng học chữ cho
đọc cho gà hật là gành, tính toán giỏi hơn tí xíu nữa, sau này tìm một cái công việc khác, một cái nghề khác ổn định hơn để cho Bin có thể đỡ vất vả hơn. Hay Bin ha. Dạ. Nghe tay với chú Hồn cái nữa. Yeah. Còn bây giờ thì Bùi Hồn xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ở video clip sau.